lai là lao vào tìm kiếm Guma Yuzi. Guma vẫn sẵn sàng tâm thế. Kia đang giữ một cái lượng nộ của mình ở mức hơn 50%. Levi đã lộ mặt, Spada sẵn sàng một pha băng trụ. Anh ta sẽ dùng cái gì đây? Levi là người chịu đam, xảy lên, mất tốc biển. Chiến công đầu cực kỳ đơn giản dành cho đường trên của Gamesport. Nó ở đâu? Rõ ràng, cụ thể. Gánh đường giữa, mất tốc biến để né hung gió. Levi có mặt, mặt phản công lên để có thể phòng ngự. Và người bị làm choáng là Levi. Anh ta dính sát thương quá nhiều. Mất tốc biến nhưng cuối cùng là Killer Queen có được mà hạ gục của Levi. Anh có cấp độ 6, còn BA tôi không biết là bao nhiêu kinh nghiệm nữa ta mới lên 6. Và đang di chuyển ra, tấn công thẳng vào người BA. Anh ta bị hất tung, anh ta bị dính thủy lô tầm nhiệt. Lui về tầm trụ, tiếp tục là móc bò đeo. Rồi mẹ ra, BA đang bị tấn công, anh ta lui được về an toàn. Nhưng cuối cùng Easy Love là người có mạng. Liệu rằng có bảo mạng lại hay không đây? Tốc biến để chạy với ba thanh máu rất thấp bởi Gamesport. Nơi mà Nautilus kia ra không có tốc biến, bị đẩy về và Killer Queen xuất hiện, anh ta làm choáng dưới Kia tới cùng. Kia không còn đường về nữa, ta đã cố gắng quẩy mạng nhường dài này. Ultimate dịch chuyển lên cũng không có mạng acid luôn, lên khu vực ở trên nếu như ta không muốn mất đi những lượng chỉ sinh tiếp theo của khu vực dưới. Gọi mẹ trả ngược thủy lô tầm nhiệt nhưng Elio đang quá cô đơn. Anh ta mất tốc biến rồi, dính thiêu đốt, có hắc ám soi rồi để hỗ trợ nhưng bị hất tung, bị khạc liên tục và mạng này sẽ nhường dài Ultimate. Imo tới với mặt tới kỳ sống, hất ngược một người trở lại và Bia có thể sẽ bị bỏ trong pha này. Ultimate không thể cứu Bia nữa rồi, anh ta dính ràng buộc và mạng dành cho Imo. Gamesport họ đã tung ra tương đối nhiều chiêu thức để cứu Elio ở pha từ lâu rồi. Hai cái chiêu cuối của Elio cùng với cả Easy Love nữa không còn mặt đất dậy sóng nữa. Nhưng Gam họ đang có thế kiểm soát tầm nhìn quanh khu vàng rồng này. Rồng đã có rồi, Elio kéo vào là Elio đi đấy, bởi vì rõ ràng tài nguyên không đã đủ. Yeah, tâm biến mà thuật hất tung hai người và đang nhổ liên tục. Ultimate phi hộ lên và tung chiêu cuối bởi gỗ không có tiền của Levi, nhưng anh ta vẫn đang khá là cô độc. Bia đang cố gắng chạy, Killer Queen của Bia đã nằm rồi. Ultimate là nạn nhân tiếp theo trận chàng này. Double kill cho Easy Love, một tình huống phản công cực kỳ tốt bởi Gamesport. Teamwell là người chủ động nhưng cuối cùng họ là người mất cả rồng cả người. Bên phía của Teamwell còn mất đi những cái lợi thế mà họ đang có. Và bây giờ Gam đang tổ chức 3-4 người di chuyển ra khu vực hang sứ giả. Và bên phía của Teamwell đang di chuyển ra, họ đang cũng tổ chức 4 người. Và Ultimate là người có dịch chuyển nha. Máu của sứ giả đã hết rồi, đội xanh đã có được sứ giả dịch chuyển ngược trở lại. Móc bộ đeo thành công của người BA. Bên phía của Teamwell cần phải chạy và một người bị hất ngược trở lại trên BA. Anh ta bật chiêu cuối lên và thủy lô tầm nhiệt gắn thẳng người ra tới mid. Killer Queen lao vào, anh ta bật phản công nhưng anh ta dính sát thương quá nhiều bởi Levi và cuối cùng Killer Queen đã nằm xuống. Levi cũng gặp nguy hiểm, Levi lùi về thành công. Bên phía của Teamwell mất người, cua ông gió nó thực sự trúng vào gió nhưng Ultimate hạ gục được Levi. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời cho Ultimate. Anh ta tiếp tục phi hồ, tiếp tục phi đuổi. Nhưng lần này, chính rõ đeo rồi. Ultimate nằm xuống, nhưng Ultimate cũng kéo theo đường một mạng của Elio. Phía bên này, Spada bị trụ bắn tê chết. Và ngược lại, đó là mặt đất dậy sóng chia các đội của Teamwell. Pia đang cố gắng chạy, Ultimate đang cố gắng quậy. Ultimate chưa gỡ được ai cả. Và double kill cho kia nha. Sau đó là Imo có quyền triệu đại thiên sứ, tạo ra một tình huống lời về mạng. Và hơn nữa, Gam có được sứ giả. Và đã dịch chuyển trở lại với pha giao tranh rồng và lao vào đó chính là Elio. Một cú mưa từ lớn cực kỳ đẹp khi lớn thường dịch tấn công thằng Will Ultimate. Levi liên tục xoáy, Pia đây là người chịu sát thương. Ultimate gọi mẹ nhưng phía bên kia Killer Queen lao vào chấp 3 nhưng không có Spada hỗ trợ. Khi thấp máu anh ta cần phải chạy về. Ultimate lao lên hung gió lại hung. Spada uống rượu, Spada mời rượu. Elio là người say xỉn nhưng Spada bị giữ chân lại, anh ta cũng bị phạt luôn. Killer Queen cần chạy nhưng cuối cùng Levi là người trừng phạt được rồng. Tâm vẫn đủ để cho Levi có thể trừng phạt rồng mặc dù anh ta đang đứng ở một khoảng cách quá xa so với con rồng vừa rồi. Những cái giao tranh góc hẹp sẽ là lợi thế cho Gam, nhưng đội hình của Teamwell có bất khuất của Alistar đứng ra che chắn, có thùng rượu nổ của Spada để phá giao tranh. Nhưng Imo, anh ta bị một cú ném quá đẹp và cuối cùng mạng sẽ dành cho Artemis. Dịch chuyển ngược trở lại tôi có thể phản công nhưng đó là hai dịch chuyển Levi lao vào, anh ta chỉ có một mình mà thôi. Một cú mưa tên lửa không đẹp một tí nào cả. Levi cô độc, phim kia Ultimate bị một đánh hai, anh ta còn hai lần phi hồ không chạy được. Killer Queen cũng đã nằm. Phía bên này Levi vẫn còn tồn tại và Levi cuối cùng đã gục ngã. Hai bên mất đi hai người. Spada air flash không chính xác bởi Easy Love nhưng anh ta bị làm chậm bởi thùng rượu, bật hồi máu để chạy, một cánh tung bay đuổi theo nhưng né được cú hắc xì đó và Easy Love vẫn đang nỗ lực để có thể chạy. Spada quyết định là không ngừng lại nhưng cú ràng buộc này tôi nghĩ là nhà ai nấy về được rồi. Và Teamwell họ chỉ có đứng trụ thôi. Tiếp tục là tấn công và BA là người nằm xuống vô cùng nhanh chóng. Killer Queen đang gặp nguy hiểm, anh ta cần phải chạy và thủy lô tầm nhiệt gõ vào người của Killer Queen, anh ta kéo thêm cả Spada. Một cú thùng nổ không cứu được Killer Queen rồi. Killer Queen đã nằm xuống, Gam có hai mạng hạ gục. Tiếp tục một quan đi chân qua đem vào người Spada, anh ta đã nằm xuống đâm kêu cho Levi. Một cú móc mỏ neo, tiếng Atomis lên bảng điểm số. Gam có một pha tăng tốc cực kỳ kinh khủng. Và Ultimate quay ngược trở lại, anh ta không gỡ được gì cả, mất luôn trụ hai những người đồng đội của mình.
Và từng người của team Weho bị bắp ở pha như vậy. Ultimate có sống được hay không? Để hôn gió được né bởi Imo, anh ta bắt buộc phải tốc tiến về và bị đốt máu đến từ một cái mặt nạ, nhưng sống sót một cái chấm máu. Họ và... có khả năng chống chịu đến từ Natalus, họ có khả năng tấn công đến từ Wukong. Và đây là một tình huống mà hàng sau hàng là những pha mà bên phía của Tumbell là đội chưa được mở trước. Thì khi ra mở trước, sức mạnh của họ được thể hiện cách rõ ràng. Killer Win cố gắng lùi về, nhưng cái tình huống đổi lùi về của ta lại khiến cho bản thân anh ta cộng với Sparta lại là người bị hất tung. Và bên phía của Tumbell họ cố gắng lùi về nhau, nhưng khi càng cố gắng lùi về, ôi, tiếp tục là giao tranh rồi. Đó là một mưa tên lửa cực kỳ đẹp ở kia. Và phía bên này, Killer Queen ơi, không có hai người áo đen nhưng anh ta đã bị vây bởi bốn thành viên của Gam Esports. Và thêm một con rồng dành cho riêng của Gam. Những nỗ lực giao tranh bởi Team Well nó đều thất bại hoàn toàn. Và đây sẽ là con rồng thứ ba thuộc về Gam Esports. Chúng ta thấy một điểm là Gam Esports họ nhìn thấy những cái góc giao tranh tốt như thế nào. Optimus bị tấn công. Đạt phi hồ để chạy. Nhưng lần này khó về rồi, anh ta bị làm chậm bởi cú lao điện và một cú quy bắn xuyên thấu. Và bây giờ thì Gam họ vẫn muốn đẩy tiếp. Họ muốn lấy luôn cái trụ hai này chăng đây. Kéo đủ 5 người lên rồi và Killer Queen. Anh ta đang đứng một mình nha. Nếu như bị bắt pha này không chỉ là mất trụ hai đâu. Tôi nghĩ cũng có thể mất luôn cả khu vực đường giữa khi mà được lính đang được đẩy lên rất là cao rồi. Và Team Well hoàn toàn không có quyền kiểm soát tầm nhìn. Killer Queen lao lên, anh ta tấn công người đã ở Easy Love. Và lao thẳng lên follow. Bởi Optimus, Easy Love nằm cực kỳ nhanh. BA vẫn đang chống chịu và Artemis đang được free shot. Phara che chắn phía bên trên. Elio mất đi được cái máu. Levi quay ngược trở lại để có thể dùng sát thương, nhưng ta không dùng được ai cả. Vẫn đang cố gắng câu kéo và Levi sẽ phải nằm mạng chấm dứt giai đoạn Artemis. Chúng ta và bây giờ mất một cái tốc biến, mất máu nhiều hơn nữa. Một cú kéo vào người của BA ép ngay một cú bất khuất rồi. Mất một công cụ vô cùng lớn và Artemis anh ta dính một lượng sát thương cực nhiều với một cú mưa tên lửa, mất đi gần nửa cái máu rồi. Cần phải có sự che chắn và hồi phục, nhưng Imo đứng đây chỉ cần một cái chiêu cuối ra là đội hình của Team Well sẽ bị chia cắt và Killer Queen cần sẽ phải tìm một cái góc khác để có thể cướp đi con rồng này. Và cả hai đội vẫn đang dè chừng nhau một con rồng cực kỳ quan trọng và có thể quyết định số phận của cuộc thi đấu này. Chiêu cuối đã được tung ra và Killer Queen lao vào rồng không có giành viên của Team Well và có thể Killer Queen sẽ nằm xuống. Artemis đã bỏ mạng trong an rồng rồi, đó sẽ là hai mạng hồi phục và tấn công tàu nguyên của Artemis đã có double kill dành cho Imo và sẽ là triple kill cho Imo. Không còn bất kỳ vòng nào dành cho Team Well. Dịch chuyển bởi Sparta để bỏ chạy nhưng liệu có thể phong ngừa được hay không? Và rồng thuộc về Gam ở pha từ lúc vừa rồi nó khiến cho tình thế thuộc về Gam hoàn toàn 100%, thậm chí là Artemis còn không được chơi game ở pha thi đấu đó. Bây giờ Gam họ đang muốn đẩy ở đường giữa này. Và Sparta đang bị tấn công, tốc biến tiếp cận. Sparta mất tốc biến mà từ lại ra và Sparta nằm xuống quét sạch hoàn toàn dành cho bên phía của Gam. Chắc chắn rồi họ sẽ kết thúc ván đấu ở trong thời điểm hiện tại khi đã quét sạch toàn bộ đội hình của Team Well. Một pha giao tranh quá lợi thế từ Gam và khi mà Killer Win ở trong cái thế anh ta bắt buộc phải cướp rồng đã khiến cho đội hình của Team Well dẫn vào quá sâu, một cái thế quá đẹp để Levi có thể xoáy toàn bộ đội hình của Team Well ở phía sau.